đi mấy chiêu nãy ít lắm, phải đi cũng tuần thì nó mới đã. Rồi qua sẵn đó, rồi qua Ecuador, Galapagos rồi này nọ đi coi luôn, cỡ 15 ngày. Nó có cái đảo Galapagos của ông Đạt Quyên hồi xưa mà mấy con thú nó ở tiền sử, giờ nó ở cũng vậy, không có thay đổi. Rồi ở ngay cái đường xích đạo đi ngang đó đó. Rốc cốt ngon chứ trời, 20 đồng một phao. Làm sao ông nhìn xa mà ông biết đó là rốc cốt? Biết chứ, rốc cốt biết sao đâu ông đánh bàn tôi. Cái rốc là như cái cục đá vậy đó. Ok. Cốt là COD. Không cá thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết tôi có ăn rốc cốt. Rốc cốt là mắc tiền lắm mà, vô tới nhà bán này cũng. Ê, cá này bự dữ mày. Nó xuống cái soi, nó xuống cái nước. Từ đó mấy con rồ, mấy con cá, mấy con gì nó ăn. Rồi mình biết trở lại. Mày biết ông tụi ở chính phủ Việt Nam á, nó đưa ra cái International Tribunal để giải chuyện đó. Thì cái thằng mà Nhật Bổn mà nó làm, nó là thật sự bây giờ là tụi nó su, nó không su chính phủ Mỹ nó được. Chính phủ Mỹ đã pass nó qua là làm cho cái hãng mà làm Reorientation đó, nó go qua hãng. Thì đó, thì giờ nó nói giờ làm gì giờ. Giống như hồi đó tao không biết mà có nhớ là ở bên Ấn Độ nó cũng có cái hãng hóa học của Mỹ. Nó làm nổ cái gì đó thì dân chúng mới chết này nó lung tung, rốt cuộc hãng bankrupt chịu luôn. Chính phủ Mỹ nó nói nó không có trách nhiệm. Cái đó là nó mua của cái chỗ đó, bây giờ nó không thường gì hết. Cái đó chiến tranh mà nó phải vậy thôi, nó không thường. Thì bây giờ chính phủ Việt Nam bây giờ bí quá, mới mướn mấy thằng luật sư international lawyer để sue cái hãng đó. Mấy hãng nó đâu cũng còn nữa thì sue ai. Người ta thua rồi, không có làm gì hết. It's good. Rồi thôi, anh. Spencer is here. Dạ, nó lại tới rồi. Nãy nó xuống với Rahul, nó đi Rahul đi kayak với nó xuống. Đây, he came down rồi, he went up rồi. Tại vì lung lung. Này. Nice. Nói chứ định ra Việt Nam á, qua đây về sao? Rồi họ nói con họ bên Việt Nam học hành đi làm công an việc làm cũng bình thường, đụng tới đi được bảo lãnh qua đây. Rồi một thời gian sau qua đây chừng mỗi năm sau cái bị schizophrenia. Tao nghĩ là thì... cái đó là cái kia nữa. Mày chắc mày có mấy bệnh nhân Việt Nam có cái đó thiếu vậy? Gì trời ở đây. Thì cái câu trả lời cho thân nhân là cái stress nó có thể đến nỗi làm vậy không? Không, stress không. Stress có với điều kiện là mình đã có cái underlying cái đó. Giống như cái seed thì là cái seed nó mà gặp cái soil tốt là nó lên cây tốt, mà gặp soil xấu là lên cây xấu. Đứa nhỏ nó tới mất đó nó bị. Nó đã có predetermined rồi, nó đã có cái khuynh hướng bị vậy rồi. Thì stress nó mới đem nó làm cho cái triệu chứng xảy ra sớm hơn. Tao có cái website về tiếng Việt vậy đó, tụi tao dịch tới đây ra tới 10 thứ tiếng để tao đưa mày thì mẹ bển mày đang. Ủa cho mai vậy? Cho mai vậy? Đang lát lên đi. Mà nó có cái identify được cái chromosome chưa? Nó nói nó nói gene gì thôi. Rồi nói chưa. Nó tưởng đâu nó tìm được, nó tưởng mà tưởng tới giờ chưa có cái nào rõ. Để đưa cái website nào, cái website đó tụi này dịch ra 10 thứ tiếng. Tiếng tiếng Anh là có rồi, tiếng Pháp nè, tiếng Việt nè, tiếng Tây Ban Nha, Spanish, the Chinese, Punjabi, Korean, Japanese, Russian luôn. Tại vì dân immigrant đây nhiều quá, dịch luôn, xin được tiền làm được cái đó, 10 thứ tiếng đó.
Có những cái thống kê không? Trong đó có những cái thống kê. Có thống kê, có đủ thứ về suicide, nó có 10 cái information về depression, về schizophrenia, về suicide, về ADHD, về alcohol. Yeah, any study mà có data là có statistic bỏ lên đó hết hả? Đó thì mai cũng tiến hỏi Soma đó là mai muốn nhìn cái statistic, tại vì Soma làm nhiều á thì Soma sẽ không biết. Còn cái bipolar với cái schizophrenia cái gì? Cái bipolar nó là mood mà, chứ nó không phải là cái tụi nó cái nó tức là nó không có nghe mấy cái vụ mà nói trong có thể lúc mà nó hay quá sức tưởng tượng. Nhưng mà bipolar có nhiều thứ, bipolar depressed, bipolar manic, bipolar mix, thành ra đủ thứ. Cái bipolar mà manic đó, khi mà nó manic quá độ đó, nó sẽ có cảm tưởng giống vậy, nhưng mà khi mà mày trị nó rồi nó hết. Những người bipolar là những người rất là giỏi, nhiều người rất là giỏi. Lúc mà bị một cái mania attack rồi đó là mà Lincoln này là ở tù cái Green Link. Lên quyền này ít lắm, phải 80cm thôi được bắt. Nhưng mà thôi không sao. Lỡ rồi. Đâu? Cho mai chiếu nè, Green nè, Green Link nè. Green Link, thấy cái màu xanh không? Thấy cá màu xanh không? Cái loại Green Link. Ở đây có sợi dây này không? Đâu biết đâu. Đó, that's ok, thằng Ra Huân nó biết. Đánh ra. Con này là Green Cod hả? Link Cod nhưng mà loại Green. Không thấy Green không? Bỏ chân. Cái này là hiếm. Cá này mà sao không được, trời ơi ngon quá mà. Rock cốt thì ngon mà. Nhỏ thì thôi ăn đã. Còn cá lưỡi trâu. Ê ông, rock cốt tiếng Việt Nam là gì? Là cá... Cá gì? Cái này là... Soma nói ở Việt Nam có mà. Có. Đó, kiếm đi bịch ni lông bỏ vô đem lên. Đây, đâu có bịch gì, cái này cầm con ai. Đó, cầm mỗi đứa, cầm con ai, con đó, cầm vậy đó. Trời ơi, nó dám nhà nghề, nó cầm cái này là thấy đi mà nói là đem theo bình bừng hơn chút xíu. Lượt đem theo nhiều. Hãy